Đây bà đang chuyển em ký được bộ sập thờ. Sập thờ. Còn bà đi ra đằng sau đi vào. Ừ vâng, đi đẩy được. Đằng chiếc sập thờ bá đăng ký duyệt là bằng chất liệu gỗ mita quý vị nhé. Bằng mẫu là mẫu mai đẻo. Được chúng tôi chạm mẫu mai đẻo. Chân là chân 18, kích thước là dài 1m97 và rộng 97 và cao 1m17, gồm bàn cơm. Bàn cơm là rộng 1m27, cao là 55, rộng sâu là 60. Chất liệu 100% gỗ mita. Vâng. Thì xin mình hỏi quý vị, đây là bà khách hàng ở Việt Trì. Vâng, cùng con trai của bà đang ký duyệt chiếc sập thờ mai đẻo. Rất chi là đẹp. Đấy, quý vị nào có nhu cầu sắm một bộ đồ thờ như của bà khách hàng ở Việt Trì này thì sẽ xin liên hệ cơ sở điện thoại 08 nhé, cơ sở là trực tiếp sản xuất, và quý vị có điều kiện sẽ đến tận nơi gặp xem tận mắt và thực tay mình ký duyệt sản phẩm mình được chọn và yêu thích. Vâng, thì được chúng tôi sẽ bảo hành và miễn phí cước phạm vi 100 km. Vâng, giá là giá tặng tận gốc luôn, xuất xưởng luôn, không phải qua khâu trung gian nào. À, thực tế và nó là gỗ tự nhiên, đồ gỗ tự nhiên thì sẽ giá trị sang trọng hôm nay và giá trị cho mai sau. Còn sẽ chất liệu gỗ mít thì quý vị yên tâm là dùng truyền đời mãn kiếp nhé, không bao giờ là sợ mối mọt như là cong vênh, để chúng tôi bảo hành đúng theo chất liệu. Xin cảm ơn quý vị nào đã theo dõi và đừng quên ấn nút kênh và đăng ký like đối với Tùng 8.com. Đồ gỗ Tùng 8 xin kính chào quý khách nhé. Và hiện tại là 10 giờ ngày 23 tháng 10 năm 2020. Rồi thì tôi rất hân hạnh được đón hai bá khách hàng ở Việt Trì về để ký duyệt đồ gỗ tủ đây. Ký duyệt về chiếc tủ áo hai buồng ba cánh, chất liệu là gỗ sồi đây. Đấy. Và bà sẽ sắm một bộ sập thờ gỗ mai đẻo gỗ mita kia nữa. Rồi trước tiên bà đăng ký duyệt cái tủ áo. Vâng, xin hẹn quý vị, đây là ba vị khách hàng ở Việt Trì và đang về để ký duyệt tủ áo tại cơ sở sản xuất của đồ gỗ Tùng 8 nhé. Và quý vị nào sẽ nhu cầu sắm đồ gỗ sẽ liên hệ cơ sở đồ gỗ Tùng 8 nhé, và có điều kiện thì về tại cơ sở để được xem tận mắt và ký duyệt tận tay những sản phẩm mình trực tiếp mua từ xưởng, sẽ không qua khâu trung gian nào hết. Và thì mình sẽ không bị mất một cước phí qua khâu trung gian mà được cơ sở tôi lắp đặt tại nhà miễn phí cước trong phạm vi khoảng 100 km. Và cơ sở sẽ trực tiếp sản xuất quý vị nhé. Quý vị nào về thì sẽ đây sẽ xem toàn bộ cơ sở gỗ, tôi sẽ làm trực tiếp luôn, không phải qua khâu trung gian và đại lý nào hết. Vâng, thì đây.